Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu như mình không gọi sai tên thì đây chính là chiếc iPhone XS Max và đây là iPhone XC sẽ được ra mắt trong đêm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Và vì sao mình lại dám khẳng định rằng đây chính là những mẫu thiết kế của những chiếc iPhone sẽ ra mắt trong đêm ngày hôm nay? Đó chính đến từ việc nếu như các bạn theo dõi mình từ kênh X The Mobile khi mà mình còn làm ở đó, thì vào ngày này năm ngoái cũng là ngày chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone X thì mình cũng đã được trên tay cái phiên bản mô hình của chiếc máy đó. Thì khi mà nó ra mắt, nó y chang cái chiếc iPhone X như mình đang cầm đây. Thế nên ở cái giờ phút này mình có thể tự tin khẳng định đây chính là chiếc iPhone X Max sẽ được ra mắt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xăm xăm một chút về chiếc iPhone XS Max này, xem là nó có khác bọt nhiều so với phiên bản iPhone X của năm ngoái hay không. Thì đây mình đang có một chiếc iPhone X. Thì các bạn có thể thấy rằng là từ cái vị trí camera, logo quả táo hay là đến cái logo của iPhone ở phía bên dưới, nó cũng có một cái vị trí nằm tương tự với nhau. Chủ yếu nó sẽ có một cái là chiếc iPhone XS Max này nó sẽ có một kích thước to hơn. Nó to hơn khá nhiều so với chiếc iPhone X mà mình đang cầm. Thế nên rằng là nếu như những người tay to như mình chắc chắn là sẽ thích cái thiết kế này, bởi vì là cầm nó sẽ có cảm giác là đầy đặn tay hơn so với việc là cầm một chiếc iPhone X nó hơi nhỏ một tí. Còn về các vị trí của phím bấm nguồn này, khe SIM hay là đến vị trí của phím tăng giảm âm lượng và cần gần zoom thì nó vẫn nằm y chang như nhau mà thôi. Và có một điểm nếu như các bạn để ý thì cái màu đen ở trên chiếc iPhone XS Max này nó sẽ là màu đen tuyền, tức là đen sâu giống như trên chiếc iPhone 8 và 8 Plus, chứ nó không phải là sang cái màu hơi gray một tí giống như trên chiếc iPhone X. Quay về phía mặt trước của cái chiếc iPhone XS Max này thì các bạn sẽ thấy một cái điểm mà mình thấy khá là kỳ lạ, đó là trên đây chúng ta sẽ có cụm camera kép. Thì vẫn chưa rõ là cụm camera kép này Apple sẽ định làm gì với nó, không biết là góc thường, góc rộng hay là chúng ta có chụp xóa phông. Và theo cái suy nghĩ của mình thì mình sẽ thiên nhiều hơn về cái khả năng là chụp hình xóa phông trên camera trước của chiếc iPhone XS Max này. Và nếu như Apple mang lại cho chúng ta cái khả năng đó là làm mịn da cũng như là làm đẹp trên cái camera của iPhone nữa thì có lẽ nó quá là tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có phần tai thỏ ở đây, các bạn nhìn trên hình thì có lẽ là khá là khó khăn. Bên dưới này chúng ta vẫn sẽ có vị trí của loa, cổng sạc và mic ngoài. Cổng sạc chúng ta vẫn sẽ là cổng sạc Neilink, và mong rằng là trong hộp của chiếc iPhone XS Max năm nay sẽ tặng cho chúng ta sạc nhanh, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái kích thước tổng thể khá là lớn và bên trong của pin chắc chắn là nó cũng sẽ lớn hơn rồi. Có lẽ là 3000 hay 3200 gì đó. Thế nên nếu như chúng ta được tặng thêm một cái sạc nhanh nữa là một điều rất là tuyệt vời. Bởi vì cái chiếc iPhone X này của mình đã cảm thấy là nó sạc khá là chậm rồi. Ngoài ra ở đây thì mình cũng có một cái nguyên mẫu của chiếc iPhone XC, một cái phiên bản iPhone giá rẻ của năm nay mà đang được giang hồ đồn rất là nhiều. Nếu như các bạn nhìn về cái thiết kế mặt lưng như thế này thì nó sẽ không khác nhiều so với chiếc iPhone 8, chủ yếu là nó sẽ to hơn một chút so với chiếc iPhone 8 và nó to hơn cái chiếc iPhone X mà mình đang cầm. Trên cái mặt lưng này thì chúng ta vẫn sẽ có cụm camera nổi lên như con ốc nhồi, chúng ta vẫn sẽ có logo táo iPhone. Vị trí các phím bấm nó sẽ tương tự, nhưng mà cái khe SIM này các bạn có thể thấy là nó nằm tụt lùi xuống phía bên dưới, cũng như là cái phần màn hình bên trên chúng ta sẽ có tai thỏ, camera selfie kép ở phía mặt trước. Thế nhưng mà cái chiếc iPhone XC phiên bản mô hình này của mình thì nó đã bị bẻ mất một miếng kính ở đây rồi, trong quá trình vận chuyển nó đã bị va đập. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể ngắm được cái nguyên mẫu của nó là như thế nào. Bên dưới thì chúng ta vẫn sẽ có là cổng sạc Neilink này, loa ngoài, mic thoại, nói chung là nó chả khác gì so với chiếc iPhone X này, chủ yếu là chúng ta sẽ chỉ có camera đơn, cũng như là phía mặt trước chúng ta sẽ làm màn hình LCD thay vì là màn hình OLED trên tất cả những chiếc iPhone của năm nay. Chúng ta vẫn sẽ có tai thỏ ở đây, và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có cụm cảm biến TrueDepth mang lại cái khả năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D. Và các bạn có thể thấy rằng tất cả những mẫu iPhone mà mình đang có ở đây thì nó đã không còn cảm biến Touch ID nữa rồi, thế nên năm nay các bạn sẽ chỉ có sự lựa chọn về những chiếc iPhone có cảm biến TrueDepth mà thôi. Và trên đó là chia sẻ của mình về những cái mô hình của những chiếc iPhone sẽ được ra mắt trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn có thấy thích thú với những chiếc iPhone sẽ ra mắt trong tối ngày hôm nay không? Xin mời comment để lại ý kiến của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và theo như mình thì thấy năm nay thiết kế nó chả có gì đột phá ngoài là thêm cái cụm camera kép ở phía mặt trước ra. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.